giao lưu mọi người một số cây phôi hàng khai thác núi rừng. Clip đa dạng nhiều loại cây bao gồm hải châu, tròn mồi và các dòng cây khác, chim chim, cây chập chỗ. Đầu tiên là cây dụ dễ mã số 1, giá 200, bao ship cây bầu đất rin, giá mềm, cây cao 40, tất cả các thân này chung một cốt, giá trị 200. Còn dụ dễ thì thân lá cành hoa vả gì cũng có mùi hương, lá thì khi vò nhẹ thì nó sẽ tỏ ra mùi hương, lá xanh bóng. Những cái phôi này thì mọi người chỉ việc tháo bầu ra trồng trực tiếp, trồng vào cát rồi trùm túi ni lông lại thì nó phát triển mầm rất là nhanh. Cây số 1 giá 200, cây số 2 cũng 200, cây này cao 60, giá rẻ cho mọi người sưu tầm. Lô số 3, lô 2 cây thị là nồi, giá 200, cái này clip trước mình có quay, hôm nay mình thanh lý luôn, 200 2 cây, cái này không có bầu, rẻ nhiều. Hàng mini, dòng này trái nó giống như trái hồng đá, là nó cuốn ngắn không cuốn phải cái cuốn dài. Hồng đá với mấy dòng này nó chung dòng, nó chung họ với cây thị, nó chung họ với cây thị thơm. Giá cây lô 2 cây là 200, lô mã số 3. Cây số 4 cũng là cây thị là nồi, giá 250, bao ship. Cốt này làm bonsai ra rất là đẹp, này cao lên 35, giá 250, bao ship. Cây thị là nồi mã số 4. Mấy cái này cũng bầu nó ít nhưng mà rễ rất là nhiều, trong này rễ chùm rễ nhiều, cây rất là dễ trồng. Cây số 5 cũng là cây thị là nồi, giá 300, bao ship. Cây này cao 50, bẻ liền cốt. Hai cây này thì mọi người có thể tách ra làm hai cây, giá 300, bao ship cây mã số 5. Cây số 6 là cây nhãn long, cây nhãn rừng, nó cũng gần giống như cây nhãn long nhưng mà trái ruột của trái nó màu vàng. Trong này thì giá trị dinh dưỡng nó cao hơn cây nhãn long, bẻ liền cốt, giá 350, bao ship. Cây mã số 6, cây nhãn long. Cây số 7 cũng là cây nhãn long, bẻ liền cốt, giá 500, bao ship. Cây bẻ rừng, cốt này mọi người về dọn lại rễ cám ra sạch sẽ thì nó nổi cốt lên đẹp, giá 500, bao ship. Cây nhãn long. Cây số 8 là cây chập chỗ, giá 350, bao ship. Chập chỗ thì trái nó gần giống như trái chim chim, nên là chùm trái của nó, trái chính chủ. Cái này chưa đủ chất nên trái nó cũng hơi bé, mọi người về nuôi tốt thì nó sẽ to, trái nó to hơn. Trái chín ăn ngọt thơm, giống như quỵ, cũng giống như cây chim chim, bể nó bắt cầu qua. Giá 350, cây mã số 8. Cây số 9 là cây chò mồi, cái này là cây chò mồi trâu. Chò mồi thì có 3 loại chò mồi: chò mồi lá tròn, lá dài và chò mồi trâu. Trong chò mồi trâu thì trái, chùm trái nó to nhất. Thân quách lũa, lũa thép. Này trước là một cây cổ thụ, nó thân chính nó bỏ đi, các nhánh nó sống lại, rất là nghệ thuật luôn. Cây này trồng xuống thì mặt cát tới đây thì đế nó sẽ nổi lên rất là nhiều. Giá 1.500.000, bao ship. Cây này thì trên rừng chưa biết bông trái nha, mọi người về trồng thì trực tiếp ghép trái vào và có thể ghép được xăm núi trái. Giá 1.500.000, cây số 9, một cây rất là nghệ thuật. Mình sẽ đo kích thước cây này nha. Chỉ đo hờ ra mọi người xem thôi, còn cái này kích thước nó hơi khó đo một tí. Khoanh tại vị trí này là 1m30,
chỗ này mình đo là 1m30, giá 1.500.000, đo ship cây chồi mồi, cây chồi mồi trâu. Cái này mà ghép được, ghép xanh núi trái vào chơi thì cũng rất là độc luôn. Cây cuối cùng, cây số 10, cây hải châu lá lớn, hay gọi là cây bướm gai, cây dáng bay lùa, rễ đế cũng là cây rễ đế nổi, giá 750.000 bao ship. Cây cuối cùng trong clip, mọi người chốt thì liên hệ 0888 56060, đây là số Zalo của mình.